Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện một cái video clip ngắn nói về cái chủ đề là cài view YouTube bằng điện thoại. Đối với các bạn chơi YouTube cũng như các bạn làm YouTuber thì nếu mà nói về cài view thì chắc là các bạn rất là rành. Và nếu mà chúng ta vào Google hoặc YouTube mà để mà search cái chữ là cài view YouTube thì nó ra rất là nhiều cách. Gần đây nhất là mình thấy có nhiều bạn sử dụng cái Note, cái chương trình giả lập Note để mà cài vô máy vi tính thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều màn hình, có thể là tới 30, 40 cái màn hình thì chúng ta cho nó chạy YouTube thì để mà cài view. Thì mình chưa biết là cái hiệu quả nó như thế nào, nhưng hôm nay mình xin phép được nói về cài YouTube bằng điện thoại. Nếu mà các bạn vào Google và YouTube các bạn gõ cái chữ là cài view YouTube bằng điện thoại thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều bài viết ở nơi đó, họ sử dụng là hàng trăm và hàng ngàn cái điện thoại và có rất là nhiều nhân viên để mà ngồi điều khiển những cái điện thoại này qua những cái tool, qua những cái app mà để điều khiển để mà làm. Và đa phần họ làm đó là họ làm về dịch vụ. Chẳng hạn như mình vừa mới đăng cái bài lên mà mình muốn được nhiều người xem, hoặc chí là những ca sĩ họ làm những MV ra mà họ muốn là có triệu người xem thì họ phải bỏ phí ra để cho những cái nông trại này họ cài view. Và họ cài view bằng những cái thủ thuật, bằng cái cách như thế nào để đẩy cái view lên. Thì hôm nay mình sẽ nói ngắn gọn về cái cách mình cài view mà mình thấy các bạn làm thì mình làm. Hiện giờ mình có một cái dàn như thế này là gần 30 cái điện thoại để mình cài, thì mình sẽ nói về cái cách cài của mình như thế nào và cái hiệu quả nó như thế nào nha các bạn. Một cái điện thoại này mình mua khoảng chừng 250.000 cho đến 300.000 một cái điện thoại, và nó được kết nối vào một cái thiết bị sạc hàng loạt này. Và cái thiết bị sạc này là mình cho qua một cái hệ thống mà để điều khiển hẹn giờ, là cứ một tiếng đồng hồ nó sẽ nghỉ 30 phút và sẽ sạc tiếp, để tránh cho trường hợp là sạc chai pin, phù pin và sẽ xảy ra là nổ. Và các bạn thấy là 30 cái điện thoại này là mình sử dụng thủ công, không qua cái phần mềm, không qua tool gì cả. 30 cái điện thoại này hiện giờ đang để cái chế độ là tắt tiếng và cũng như là làm cho mờ đi, không có cho chế độ sáng, cho chế độ tối nhất, và cái màn hình trở về là như là đen để không có hao pin và không có hao tải. Ở đây mình không sử dụng qua cái tool, qua cái app, cho nên là hoàn toàn là mình làm thủ công. Nhưng mà mình chỉ cần làm một lần thôi các bạn. Ví dụ như giờ là ở đây mình chỉ cần vô mình tìm kênh, ví dụ như mình ở đây là kênh của mình là kênh Misa, hay nó đã ra đây là kênh Misa. Thì khi mình vào đây thì mình bấm vào kênh. Đó, thì mình bấm vào chọn cái kênh của mình và bắt đầu mình chọn cái danh sách phát. Đó, cái danh sách phát này thì mình đã lập rồi nha các bạn. Đó, thì ở đây mình có nhiều dạng danh sách phát, ví dụ mình để là danh sách phát yêu thích là có 28 video, công nghệ, động vật, rồi du lịch và ăn uống chẳng hạn vậy. Thì mình muốn cho nó cài cái view nào thì mình bấm vô cái danh sách phát đó. Thì ở đây mình có cái danh sách phát yêu thích là 20 cái clip. Đó, mình sẽ bấm vô nó. Đó, rồi mình sẽ bấm vô đấy, rồi mình kéo xuống, mình bấm thằng này là có nghĩa là lặp đi lặp lại nhiều lần đó. Như vậy các bạn thấy, như vậy là nó đã phát, nó phát hết 20 cái clip này, nó sẽ vòng tròn tiếp, nó phát tiếp liên tục luôn đó. Và để cho nó đỡ hao pin và nó không có quá tải, nó nóng máy, thì ở đây mình sẽ chọn cái chế độ là tắt tiếng đó. Các bạn thấy đó, nếu mình mở tiếng là nó sẽ rất là ồn đó. Nếu mình mở tiếng lên nó ồn. Đó, coi như mình phải tắt tiếng hết. Và mình phải tắt sáng. Đó, để chi? Để cho nó không có hao pin. Đó, nó không có hao pin và nó không có nóng máy. Đó, nó không có làm việc quá tải. Đó, như cái này là mình đang để cái chế độ là sáng, chứ thật ra những cái điện thoại dưới là đều mình tắt sáng hết. Và nó cứ làm việc suốt như vậy đó các bạn. Liên tục và cái view nó sẽ rất là hiệu quả. Như bạn đó đăng lên rất là hiệu quả, nhưng cũng có lúc nó sẽ bị tụt view do YouTube nó phát hiện ra như thế nào đó, nó sẽ tụt view. Và thật sự á, là mình làm cái này là phải là làm thủ công và làm theo cái chiến thuật là đánh du kích đó các bạn. Nếu mà mình cho chạy suốt ngày đêm thì là mình giống như mình nói là đánh tổng tiến công, còn mình đánh nghỉ là mình đánh theo kiểu dạng là đánh du kích đó các bạn. Chứ nếu mà đánh theo cả dạng là tổng tiến công là mình cứ ngày nào cũng chạy thì YouTube sẽ phát hiện ra nha các bạn. Thì thật sự là mình có một cái kênh lớn là kênh STD, sau khi mình cho nó chạy liên tục trong vòng một tuần nha các bạn, thì cái kênh của mình sẽ bị mất đề xuất các bạn, và nó tụt view khủng khiếp luôn. Những cái view mà mình cho nó chạy lên á thì nó cũng có chạy đó,
nó có chạy đó, nhưng những cái tổng view thì những cái kênh của mình, những cái clip mình không được ra đề xuất. Coi như nó mất đề xuất luôn, mà cái kênh YouTube mà nó mất đề xuất rồi thì cái view nó tụt xuống khủng khiếp luôn. Thì các bạn biết là một cái kênh YouTube của mình hiện bây giờ là một ngày, một tháng nó có vài triệu, mình cho nó là 4 triệu đi, thì các bạn biết là khi một tháng mà mình chạy liên tục trong vòng một tuần như vậy á, thì là nó tụt xuống còn có 1 triệu mấy thôi, mất hơn phân nửa. Thì mình khiếp quá, mình mới tắt liền cái dàn này liền đó. Thì bắt đầu mình mới làm qua cho một cái kênh Misa của mình, thì bắt đầu mình chơi cái cách là đánh du kích, là có nghĩa là một ngày mình cho chạy 1 tiếng 2 tiếng xong mình nghỉ, rồi có khi chạy buổi tối xong mình nghỉ. Nhưng quan trọng nha các bạn là mình phải tắt cái wifi, để chi, để cho cái IP wifi nó thay đổi liên tục. Tại vì wifi của mình, cái mạng internet của mình đang thuê ở nhà đó, là mạng cái IP này là IP động. Cái mỗi lần bạn tắt là nó thay đổi IP, mỗi lần bạn tắt là thay đổi IP. Những cái doanh nghiệp lớn họ làm cái việc gì đó thì họ mới cần IP tỉnh, thì khi họ có tắt có mở gì nữa thì cái IP nó vẫn là IP đó. Còn mình là làm, mình thuê bao ở đây thì là hầu như là IP động, cho nên là mỗi lần mình xài thì mình tắt để cho mình khởi động cái IP lên là nó đổi cái IP, thì cái YouTube nó sẽ không phát hiện ra bằng cái cách đó. Cho nên là nếu mà các bạn mà để cái IP nó như vậy và để cái điện thoại nó xài liên tục như vậy thì có lẽ là cái con AI của YouTube nó phát hiện ra, thì nó sẽ trừ view cái clip mình đăng lên và mình cho chạy liên tục như vậy, thì nó lên liên tục trong vòng một ngày là 500 người coi, nhưng bắt đầu qua ngày sau còn 300, 200, nó tụt view. Và nếu mà nó đã phát hiện như vậy mà mình không nghĩ nha các bạn, thì kênh của mình sẽ bị mất đề xuất. Và các bạn biết mất đề xuất là nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn, dù cho mình có chạy cỡ nào đi nữa thì nếu mà mất đề xuất rồi thì cái kênh của mình coi như là xong, không có được view, nó không được tăng, coi như là kênh của mình giống như là kênh chết. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái cách mình làm như vậy, thì cái hiệu quả của việc mà làm YouTube mà cài view như vậy, thì có rất là nhiều bạn, có rất là nhiều diễn đàn các bạn muốn thử nghiệm, đã muốn thử nghiệm làm như thế nào. Thì mình thấy nếu mà các bạn làm thì hay nhất là các bạn có 5 cái điện thoại để đây, và nhà anh nhà chị các bạn mỗi người để 5 cái như vậy, thì nếu mà chạy suốt như vậy á, thì có thể là YouTube nó sẽ không phát hiện ra, thì cái việc tăng view của mình sẽ rất là tốt. Chứ nếu mà mình để ở đây mà 30 cái điện thoại mình chạy suốt và chạy trên một cái wifi như vậy thì nó rất là nguy hiểm nha các bạn. Để YouTube nó phát hiện ra thì kênh mình trở thành kênh chết, thì nó không đề xuất được nữa, thì cái view của mình nó sẽ không được tăng, và các bạn thấy là có nguy cơ YouTube mình sẽ bị YouTube phạt và khóa tài khoản luôn nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video clip ngắn để mà mình đã trải nghiệm qua cách cài view bằng điện thoại mà không qua tool, qua app như là những cái chuyên gia họ làm, thì nó là như vậy, và cái hậu quả nó, kết quả và hậu quả nó như thế. Và hôm nay mình làm như vậy, mình sẽ chia sẻ với các bạn. Xin chào các bạn. Nếu các bạn thấy video clip này hay thì xin hãy bấm chia sẻ và đăng ký kênh nha các bạn.